Mới đây, tài khoản SCS News trên Twitter trước đó đăng ảnh vệ tinh cho thấy một trận địa tên lửa phòng không đang dần hoàn thiện ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Trong ảnh chúng ta có thể thấy rất rõ, một trận địa với vị trí đặt radar nâng cao và ít nhất 6 bệ phóng xuất hiện sát một đường băng quân sự. Dữ liệu vệ tinh cho thấy căn cứ này được xây dựng từ tháng 6 năm 2019 và đã cơ bản hoàn thành. Một công trình khác bị nghi là sân bay trực thăng cũng đang được xây dựng cách biên giới khoảng 40 km. Ngay sau khi có thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết sẽ xác minh thông tin Trung Quốc hoàn thiện một trận địa tên lửa phòng không cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Chúng ta đều biết, xây dựng một căn cứ tên lửa đất đối không gần sát biên giới có thể coi là một hành động nguy hiểm, gây căng thẳng giữa hai bên. Việc xây dựng một hệ thống tên lửa nằm sát biên giới vừa có thể phòng thủ, vừa có tầm bắn vươn tới thủ đô của nước khác là một hành động mà các quốc gia khác đang lâm vào căng thẳng, chuẩn bị cho chiến tranh. Trong khi Việt Nam vừa tổ chức thành công đại hội đảng, căng thẳng vẫn diễn ra trên Biển Đông. Lần xảy ra chiến tranh gần nhất ở khu vực biên giới vào năm 1979. Lúc đó cả hai bên đều tổn thất và Trung Quốc đã phải lui quân. Gần đây trong cuộc đụng độ tại biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc cũng gấp rút cho xây dựng các căn cứ tên lửa. Vậy một câu hỏi lớn đặt ra, Trung Quốc đang định làm gì khi xây hệ thống tên lửa gần Việt Nam? Chúng ta hãy cùng phân tích. Ảnh vệ tinh phân tích cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng khoảng 40 km. Tên lửa đất đối không được phát triển để bảo vệ các vị trí trên mặt đất khỏi các cuộc tấn công thù địch trên không, đặc biệt là các máy bay ném bom tầm cao, bay ngoài tầm bắn của pháo phòng không thông thường. Dường như Trung Quốc đang lặp lại mô hình mà nước này đã xây dựng ở gần biên giới Ấn Độ và cao nguyên Tây Tạng, với vị trí phòng không bằng tên lửa đất đối không cho phép đánh chặn các cuộc tấn công thù địch trên không. Nhưng không chỉ có tên lửa, Trung Quốc còn xây sân bay trực thăng quân sự cho phép triển khai nhiều hoạt động quân sự linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Xây hệ thống tên lửa đất đối không để phòng thủ máy bay chiến lược của Việt Nam tấn công, nâng cao khả năng đánh chặn, khóa không phận, vừa có thể tấn công phủ đầu, còn xây sân bay quân sự thì lại có ý nghĩa tấn công chiến lược, nhanh chóng và chớp nhoáng. Hiện tại chưa có xung đột nào ở vùng biên giới, nhưng chắc chắn Trung Quốc đã chuẩn bị trước, thì chúng ta không thể chủ quan ở tương lai gần sẽ có xung đột. Không phải tự dưng, mà mỗi khi Mỹ và NATO có ý định xây các hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, vốn từng được giải thích là để chống lại mối đe dọa từ Iran là Nga sẽ nhảy ngược lên cho rằng chỉ là cái cớ, và các hệ thống đó sẽ nhắm thẳng vào Nga nếu có chiến sự, và Nga luôn sẵn sàng cho một hành động căng thẳng leo thang nếu NATO xây dựng. Liệu rằng việc Trung Quốc bí mật xây dựng căn cứ nhằm ngăn ngừa mối đe dọa trong tương lai đến từ Việt Nam, hay đây là một bước đi để Trung Quốc có thể tấn công từ nhiều hướng vào Việt Nam trong tương lai? Hành động của Trung Quốc hết sức quan ngại và sẽ gây căng thẳng tình hình hơn nữa. Nên nhớ, vào năm 1979, Trung Quốc đã mang 600.000 quân tấn công Việt Nam. Lúc đầu, Bắc Kinh dự tính sử dụng 6 quân đoàn chủ lực đánh 3 đến 5 ngày vào một số huyện biên giới, tiêu diệt 1 đến 2 sư đoàn Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 1978, quân ủy Trung Quốc lại họp hội nghị tác chiến, quyết định mở rộng quy mô chiến tranh, tăng thêm 3 quân đoàn, đổi mục tiêu tấn công huyện lỵ thành các tỉnh lỵ biên giới, thời gian kéo dài lên 15 đến 20 ngày nhằm tiêu diệt 3 đến 5 sư đoàn Việt Nam. Sự chuẩn bị của Bắc Kinh diễn ra khá lâu trước khi quân đội Việt Nam vượt sông Mekong đã chứng minh rõ ràng. Việc Trung Quốc rêu rao trả đũa Việt Nam tiến quân vào Campuchia chỉ là cái cớ. Từ lâu, Trung Quốc vẫn giữ tư tưởng bá quyền, nước lớn, ngấm ngầm tìm cách đánh Việt Nam. Thậm chí mới đây, giới trẻ Trung Quốc trên mạng xã hội Yihu đã đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam bằng cách đổ bộ từ Biển Đông và đất liền trong tương lai. Địa hình biên giới Việt Trung rất phức tạp và việc tấn công rất khó khăn. Vậy liệu đổ bộ đường biển có thể vượt qua những địa hình phức tạp này và dễ dàng hơn để tấn công vào đất liền Việt Nam? Nếu có chiến tranh thực sự, liệu chiến thuật có khả năng xảy ra như vậy không? Câu hỏi này thực sự đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của những chiến lược gia bàn phím của Trung Quốc. Ý kiến đầu tiên có vẻ khá ôn hòa, không có lý do nào hợp lý để chiến tranh với Việt Nam lúc này. Lãnh thổ đất liền của Trung Quốc và Việt Nam đã được phân giới và ký hiệp ước. Nay không còn tranh chấp đất đai giữa Trung Quốc và Việt Nam. Lấy cớ gì để xâm lược Việt Nam?
vì Việt Nam chiếm 29 đảo và đá ngầm đang tranh chấp. Chúng ta sẽ tấn công vì lý do đó. Đúng là sức mạnh quân sự hiện tại của Việt Nam yếu hơn Trung Quốc. Việt Nam là một quốc gia láng giềng. Tính toán số tiền khai thác được dầu ngoài khơi và giá dầu hiện tại, sau đó nghĩ đến chi phí của các trận đổ bộ tấn công và thiệt hại. Chúng ta nên xua tan ý tưởng này. Hơn nữa, nếu tấn công Việt Nam, các nước ASEAN khác sẽ nghĩ gì? Các nước phương Tây sẽ nhảy vào tham chiến. Chúng ta có muốn các nước khác tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường không? Chắc sẽ chẳng ai dám hợp tác với Trung Quốc nếu chúng ta luôn có thái độ ăn hiếp như vậy. Thế mới biết những chính khách bàn phím, những nhà chiến lược quân sự trên mạng hay là các nhà cách mạng vô sản rất rảnh để xem phim viễn tưởng. Ý kiến thứ hai của họ có vẻ thâm độc hơn. Không cần thiết phải đổ bộ vào Việt Nam vì các lý do như sau. Thứ nhất, Việt Nam có dân số đông và thực sự là một nước lớn với 94 triệu người. Thanh niên chiếm hơn rất nhiều so với nước ta. Thứ hai, Việt Nam có đường bờ biển dài. Chúng ta nên dùng hải quân để gài bẫy Việt Nam thì phù hợp hơn. Cắt đứt ngoại thương của Việt Nam với thế giới. Dùng mối thù Khmer Việt Nam để bẫy Việt Nam vào chỗ chết. Trong vòng 10 năm, Việt Nam chắc chắn sẽ diệt vong. Thứ ba, kích động để chia rẽ hai miền Nam Bắc. Thực tế hơn là để Việt Nam rơi vào nội chiến. Về lâu dài, Việt Nam chắc chắn sẽ là rắc rối lớn nhất của Trung Quốc. Đó chính là chính sách tốt nhất để bắt đầu kiềm chế Việt Nam càng sớm càng tốt. Xúi dục chia rẽ ở Việt Nam là chính sách tốt nhất. Một khi Việt Nam bị chia cắt nội chiến thì sẽ không còn thời gian cho Biển Đông. Đó là ý kiến thứ hai. Như các bạn thấy, trong những năm qua, xảy ra vụ bạo loạn ở biên giới phía Tây với Campuchia có thể coi một phần chính Trung Quốc đã tác động, khiêu khích thành phần nổi dậy, bán với Việt Nam ở nước bạn. Ý kiến thứ ba, nêu lên điều kiện cần và đủ và quá trình đánh chiếm Việt Nam nhanh chóng. Nước ta có 1,4 tỷ người, dân số già đang ở mức nghiêm trọng. Đỉnh cao của già hóa sắp đến, ước tính 2030 đến 2040 sẽ là khoảng thời gian rất nguy hiểm. Nếu tỷ lệ sinh không tăng trong 10 năm qua, dân số sẽ giảm xuống dưới 1 tỷ. Khi chiến tranh sẽ gây ra nhiều làn sóng đổ máu ở Trung Quốc. Nếu chiến tranh với Việt Nam, tàu sân bay Trung Quốc sẽ tiếp cận Việt Nam từ Biển Đông, sử dụng máy bay và tên lửa tấn công mạnh từ tàu sân bay để nhanh chóng quét sạch không quân và hải quân Việt Nam. Sau đó, phối hợp với quân đội miền Bắc liên tục tấn công các mục tiêu quan trọng của Việt Nam bằng đường không. Với sự yểm trợ của không quân, quân đội miền Bắc sẽ nhanh chóng tiêu diệt xe tăng và các vị trí hỏa lực của Việt Nam mà không cần tốn sức lực. Quân đội Trung Quốc lọt vào Việt Nam, gặp thần, Phật giết Phật. Ngoài ra, hải quân còn có thể vận chuyển quân đổ bộ vào miền Nam, miền Trung Việt Nam để cắt đứt hai miền Nam Bắc Việt Nam. Quân giải phóng nhân dân tấn công Việt Nam với tất cả sức mạnh của mình và Việt Nam không thể tồn tại trong 2 tuần. Tiếp tục hãy xem một ý kiến khác của họ. Miễn là bạn không bị mù, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy cách đánh Việt Nam. Nhưng cuộc chiến sẽ phức tạp hơn nhiều so với bạn có thể nhìn thấy trên bản đồ. Trước hết, hiện nay, trong tương lai gần đều không có điều kiện để thực hiện hóa những điều nói ở trên. Nói cách khác, không phải là bạn mạnh hơn người khác mà bạn có thể đánh họ một cách tùy tiện. Trừ khi sức mạnh quốc gia của bạn đạt đến mức lợi thế, đè bẹp mà nước Tần có được so với 6 nước khác như Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Ngay cả nước Mỹ ngày nay cũng không thể đạt đến mức này. Đến thời điểm này, Việt Nam đã bị cô lập, chỉ chờ dưa chín. Miễn là các nhà lãnh đạo Việt Nam không nổi điên, họ về cơ bản có thể bị đánh bại mà không cần chiến đấu. Thưa các bạn, câu trả lời này có ý rằng nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì còn có cộng đồng quốc tế can thiệp, Mỹ và các nước khác sẽ tham chiến, chưa biết lợi hại bên nào. Trên đây là những bàn luận của người Trung Quốc về cách đánh của Việt Nam. Có người thì do dự, có người thì quả quyết sẽ quét sạch Việt Nam trong vòng 2 tuần. Nhưng các bạn đều có thể thấy âm mưu thâm hiểm của người Trung Quốc, trước tiên là chia rẽ Bắc Nam. Lòng đoàn kết của người Việt xúi dục kích động Lào, Campuchia tấn công Việt Nam. Đến đây thì video đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.